Để tạo những layer ở trong AutoCAD, đầu tiên các bạn gọi cho mình cái hộp thoại là layer ra. Ở đây có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể bấm vào cái chữ là layer property ở đây thì nó cũng hiển thị ra cái hộp thoại layer cho mình. Nó cũng hiển thị ra cái hộp thoại layer này cho mình. Rồi cách thứ hai các bạn cũng có thể làm được, các bạn gõ cho mình cái lệnh là LA. LA chính là cái lệnh tắt của lệnh layer, các bạn enter thì nó cũng hiển thị ra cái hộp thoại này. Hai cách. Thì ở đây cách nào các bạn muốn làm cách nào cũng được. Các bạn thấy biểu tượng này đẹp đẹp thì các bạn nhấn vô đây. Đó, mình kéo bự bự ra một chút. Rồi tại đây các bạn thấy là mặc định đó, là ở trong AutoCAD của mình nó chỉ có một layer không thôi. Bây giờ chúng ta tạo ra cho mình những cái layer mới. Và layer đầu tiên các bạn cần phải có ở trong bản vẽ của mình, đó là layer nét đậm. Để tạo layer mới các bạn chọn vào new layer ở đây. Đó, các bạn chọn new layer ở đây. Các bạn đặt tên cho nó. Ở đây mình đặt tên, thứ nhất là mình đặt tên là nét đậm, đúng không? Rồi mình đặt tên xong rồi, cái bước tiếp theo á là chúng ta sẽ chọn màu sắc. Ở đây màu sắc thì các bạn có thể chọn cái màu tùy ý của các bạn, nhưng mà đối với layer nét đậm này mình thường á là mình sẽ chọn màu trắng. Còn các bạn thích chọn màu nào á thì các bạn chọn tùy. Có phần màu sắc thì tùy, nó không có một cái tiêu chuẩn như màu sắc. Rồi đường nét thì chúng ta sẽ chọn nét cơ bản ha. Đường nét thì chúng ta chọn nét cơ bản. Rồi về layway tức là chiều dày, giống như lúc nãy mình đã nói, đối với cái khổ giấy A4 thì các bạn chọn chiều dày nét vẽ khoảng 0.35 là đẹp nha, khoảng 0.35 đối với nét thấy, nét đậm tức là nét thấy đó các bạn. Đó, ok, 0.35. Đây là cách tạo layer thứ nhất. Rồi chúng ta đã vừa tạo xong một cái layer nét đậm. Nét đậm thì có nhiều bạn không biết, không hiểu nét đậm là gì. Thì bây giờ mình rename ha, mình rename, mình sửa lại, mình gọi là nét thấy đi cho dễ. Nét thấy đi. Rồi chúng ta tạo ra thêm cho mình một cái layer mới nữa. Mình chọn new. Nét thấy rồi, bây giờ nó sẽ tới nét khuất, đúng không? Mình có nét thấy thì mình sẽ có nét khuất. Nét khuất thì ở đây mình thường sử dụng cái màu cho nét khuất là màu hồng. Các bạn thích màu nào thì các bạn chọn màu đó. Rồi cái kiểu đường nét thì nó không phải là kiểu đường nét này nữa, mà nó là cái kiểu đường nét gạch á. Thì ở đây chúng ta chưa có thì các bạn vào lót. Ở trong cái mục lót này chúng ta có thể sử dụng, thứ nhất là ISO 002 nè. Hoặc là cái thứ hai là các bạn chọn, kéo xuống các bạn chọn kiểu là hai đen á. Đây, hai đen ý đây nè. Đây các bạn chọn kiểu hai đen này cũng được ha. Là kiểu gạch đứt đứt á. Thì mình chọn kiểu hai đen này đi. Rồi, bên đây mình chọn ở đây. Ok. Rồi, nói về cái chiều dày nét vẽ, thì cái chiều dày nét vẽ của nét đứt thì chúng ta chỉ cho nó bằng với cái chiều dày nét vẽ của cái đường kích thước là 0.35, 0.13, 0.13. Đó, ok. Rồi nét khuất chúng ta tạo xong rồi, bây giờ chúng ta tạo đến một kiểu nét khác. Nét khuất rồi chúng ta sẽ có nét mảnh. Nét mảnh này màu sắc của nó các bạn cũng chọn màu sắc. Màu sắc của nó mình chọn màu xanh. Nét mảnh thì chúng ta chọn cái kiểu đường nét theo dạng là nét cơ bản. Và chiều dày nét vẽ cũng là 0.35. Tiếp tục chúng ta chọn thêm một cái kiểu nữa, đó chính là nét gì các bạn? Nét tâm. Nét tâm. Nét tâm thì thường mình sẽ chọn màu là màu đỏ. Màu đỏ. Rồi cái kiểu nè. Cái kiểu thì nó sẽ là cái kiểu center. Mình có thể chọn theo kiểu là center. Đây, center đây ha. Kiểu là gạch dài rồi gạch ngắn, gạch dài rồi gạch ngắn nè. Ok. Mình chọn center. Ok. Rồi, cái chiều dày nét vẽ cũng là 0.13 luôn. Rồi các bạn có thể tạo thêm một cái nét nữa. Nét thấy, nét khuất, nét mảnh, nét tâm, các bạn có thể tạo thêm một nét nữa. Ví dụ là mặt cắt gì đó chẳng hạn. Thì ở đây mình chỉ cần 4 nét cơ bản này thôi. Còn nếu như mà trong quá trình mà các bạn sử dụng, các bạn có những cái dạng nét khác thì các bạn có thể tạo thêm layer cho mình. Ở đây thì mình chỉ cần tạo ra 4 cái layer cơ bản này thôi. Và sau khi mà các bạn đã tạo được 4 cái layer cơ bản này rồi á thì các bạn đóng cái hộp thoại layer này lại bằng cách bấm vào dấu X ở đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái hộp thoại layer của mình ở đây. Các bạn sổ cái mũi tên xuống. Thì các bạn hiện tại các bạn sẽ thấy là ở trong cái hộp thoại này chúng ta sẽ có layer 0, layer nét thấy, layer nét khuất, layer nét đậm và layer nét tâm. Vậy thì ứng với từng layer chúng ta sẽ có một cái demo ha. Ví dụ mình có layer 0 nè. Đó, mình vẽ cho có một cái đường line ha. Rồi bây giờ mình qua cái layer thấy nè, mình cũng vẽ cho nó một cái đường line. Rồi mình cũng qua cái layer nét khuất nè, vẽ cho nó một cái đường line.
Rồi bây giờ mình tiếp tục mình qua cái layer nước mảnh nè, mình vẽ cho nó một cái đường ray. Rồi tiếp tục cái layer cuối cùng là layer nét tâm nè, mình sẽ review cho các bạn thấy nha. Đó, cái nét tâm này lúc nãy mình sửa gì ta? Ok, cái nét tâm này có lẽ là do nó bự quá nên nó chưa có hiển thị ra cái nét ấy. Mình đây mình vào đây. Đây. Đây chính là nét tâm của mình ha, nó cũng còn lớn. Cho nó nhỏ nhỏ chút thôi. Ok, đây chính là nét tâm. Các bạn thấy chúng ta có bốn cái đường nét thuộc bốn cái layer chúng ta vừa tạo: nét đậm, nét khuất, nét mảnh, nét tâm. Bây giờ mình hiển thị cái độ đậm nhạt lên ha. Thì các bạn thấy là cái nét thấy của chúng ta nó luôn luôn lúc nào nó cũng phải dày hơn, nó cũng phải dày hơn và đậm hơn so với những đường nét còn lại. Và chỉ cần mình nhìn vào một cái bản vẽ, mình bấm vào cái mục là hiển thị độ đậm nhạt của cái chi tiết của mình lên, thì mình sẽ biết được rằng các bạn có quản lý bản vẽ của mình chuyên nghiệp hay không liền. Với một bản vẽ được quản lý chuyên nghiệp thì nét thấy nó sẽ ra nét thấy, nét đứt nó sẽ ra nét đứt, nét mảnh nó sẽ ra nét mảnh, nét tâm nó sẽ ra nét tâm. Nét nào nó ra nét đó, nét nào nó sẽ ra nét đó chứ không phải là nó lộn xộn. Và mình thấy có rất là nhiều bạn hiện tại thì quản lý layer này rất là lộn xộn, dẫn đến việc là mình đọc cái bản vẽ thì nó cực kỳ là mệt luôn. Mình chọn ra một cái layer đó để mình làm việc thì nó cực kỳ là mệt luôn, tại vì nó không giống, không có thằng nào nó giống thằng nào hết. Đó, do đó đây là cái cực kỳ cơ bản cũng như là cực kỳ quan trọng khi mà các bạn bắt tay vào các bạn vẽ một cái bản vẽ nào đó, hoặc là các bạn thiết kế một cái bản vẽ nào đó, các bạn cần phải có cho mình một cái bộ layer tiêu chuẩn. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn từng bước để các bạn có thể tạo ra cho mình một cái bộ layer tiêu chuẩn giống như này, gồm bốn layer tiêu chuẩn. Ngoài ra nó còn một số cái layer tiêu chuẩn khác nữa, thì ở trong cái quyển sách là hình họa về kỹ thuật á, các bạn có thể mở cái quyển sách là hình họa về kỹ thuật lên để các bạn xem là chúng ta còn những cái dạng đường nét nào thì các bạn có thể tạo layer hết cho nó luôn, để từ đây trở về sau bắt đầu khi chúng ta vẽ đó, nếu như mà chúng ta đụng đến cái đối tượng nào thì chúng ta đã có được cái layer cho nó rồi. Lúc đó các bạn chỉ cần lấy cái layer đó ra và các bạn sử dụng thôi, các bạn không cần phải tìm tòi ở đâu cho nó xa. Do đó mình mới nói là kỹ năng hình họa và vẽ kỹ thuật của các bạn phải nắm thật là vững. Khi mà các bạn nắm vững cái đó rồi, các bạn vào đây các bạn học thì các bạn sẽ ok. Những cái kiến thức này nó được lấy từ trong cái môn hình họa và vẽ kỹ thuật ra chứ không phải đâu xa xôi hết. Hình họa vẽ kỹ thuật lúc trước chúng ta học chúng ta vẽ bằng tay, còn ở đây chúng ta sẽ áp dụng công cụ AutoCAD để chúng ta, thay vì chúng ta vẽ bằng tay thì chúng ta sẽ vẽ bằng máy. Ok.